Khương Nhật Minh mến chào cô chú và anh chị. Hôm nay là ngày 6 tháng 7 năm 2024. Hiện tại bây giờ em đã quay trở lại thị trấn Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp trong buổi chiều ngày hôm nay để tiến hành trao tấm lòng của anh Tú và chị Ngọc là hai nhà hảo tâm ở bên Mỹ. Thì hai anh chị ấy cũng đã rất là nhiều lần gửi đến em những cái phần quà để hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn. Và thì một trong số đó, đó là hoàn cảnh của ba mẹ con bị khuyết tật tai đang mưu sinh bằng nghề bán vé số ở nhà trọ ở tại thị trấn Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp này. Thì trong buổi chiều ngày hôm nay, em sẽ thay mặt anh Tú và chị Ngọc sẽ đem theo 6 triệu từ tấm lòng của anh chị ấy để hỗ trợ theo như nguyện vọng của anh chị là đến với cho ba mẹ con đỡ phần nào đó trong cuộc sống. Em nhớ không lầm thì chắc đâu đó cũng gần nửa năm nay thì em học có lên trao tấm lòng của nhà hảo tâm của cô chú đến với cho ba mẹ con. Sau khoảng thời gian trước Tết thì cũng có rất là nhiều những nhà hảo tâm để yêu thương ba mẹ con thì hỗ trợ những phần tình tài rất là nhiều. Và thì bây giờ tới thời điểm giờ thì em mới có dịp trở lại đây. Bây giờ thì em sẽ mời cô chú anh chị cùng vào bên trong nhà trọ Sơn Hà, cách thị trấn Lai Vung chắc khoảng 1,5 km để tiến hành vô thăm ba mẹ con. Em cũng không biết ba mẹ con còn ở đây không nữa. Dạ, em mời cô chú anh chị cùng vô chung với em nha. Đây, nhà trọ Sơn Hà. À, chào chị. Không biết chị Như còn ở đây không? Có kìa, có rồi. Chào chị Như. Chào bé Huy hả tôi? Bé Huy. Dạ. Còn một bé nữa đâu rồi em quên rồi. Bé đi giao cho mẹ. Dạ. Bé Phúc. Bé Phúc. Dạ. Trời ơi. Ai? Chú này hình như lên trên điện thoại hay gì thấy cho mẹ nghe dạ. Nói là nghe nói cái miệng là biết rồi. Cảm ơn chị. Đúng không cháu? Dạ. Cũng nửa năm nay rồi mới gặp lại gia đình chị. Dạ. Dạ. À, hình như chị đang có em bé hả? Dạ. À. Dạ rồi. Dạ rồi, coi chị ngồi đi. Bé Phúc vô rồi hen. Chào con. Chào chú. Ngoan, rồi vô ngồi với mẹ đi con. Rồi, chào ba mẹ con. Lâu rồi cũng gặp, à lâu rồi mới gặp. Dạ. Mấy ngày sức khỏe con như thế nào rồi Huy? Dạ mấy ngày sức khỏe con cũng bình thường vậy à. Bình thường hả con? Dạ. À là tay chân có khá hơn được miếng nào không? Cũng dạ, như vậy. Dạ cũng vậy à. Cũng vậy à, ha. Có ngày hôm qua lội tới lội lui á, cái đầu gối nó nhức. À nó bị nhức hả con? Dạ. Ừ. Đó, cô chú anh chị thấy thì chân tay của bé Huy thì nó teo khoảng chừng 2 hoặc 3 ngón tay của em thôi. Dạ. Rồi, mấy ngày bé Phúc mà năm nay con nghỉ hè rồi sang năm con vô lớp mấy? Lớp 2. Sang năm con vô lớp 2 phải không? Dạ. Mấy ngày tay của con như thế nào rồi? Con cũng vậy. Con cũng vậy hả? Dạ. Là con cũng cầm nắm nó hơi khó đúng không? Dạ. Thì là con chỉ dùng cái kiểu tay thôi hả? Dạ. À, dạ. Rồi chị ngồi đi. Dạ. Dạ rồi. Rồi thì coi như là con bây giờ là cái kiểu tay cũng sử dụng nó hơi khó khăn đúng không? Dạ. Nhưng mà con cần cầm viết được không? Dạ được. Vẫn được phải không? Rồi cuối năm vừa rồi con học con có lãnh giấy khen hay gì không? Dạ không. À giờ không có ha. Rồi. Chị hàng xóm nè, chị cũng lịch sự. Dạ. Chị giúp chị Như mặc áo vô. Chị mới lại đây. Hình như chị chắc chị cũng mới ở trọ đây phải không? Chị ăn kia. À ăn kia hả chị? À, chị dạ. Dạ rồi. Mà mấy ngày thì con có thấy sức khỏe trong người con khỏe không? Dạ khỏe. Ừ, rồi. Hôm bữa thì chú Minh. Chú Minh. À, chú Minh có ghé thăm ba mẹ con không? Dạ có. Dạ, bữa đó thì chú Minh đi với ai ạ? Đi với chị của chú Minh. Dạ. Rồi bữa đó thì chú Minh tặng gì cho ba mẹ con? Dạ cho kẹo với hai bịch sữa. Dạ. Với thuốc bổ. Dạ, hai thuốc bổ. Thuốc bổ. Dạ. Mà như kẹo dẻo gì đó. Như kẹo dẻo. Dạ. Dạ. Còn cái... Mà cái đó là chị uống hay là dạ, hai đứa nhỏ hai uống? Bé. Mà à. Kêu là mẹ con gì cái đó ăn cũng được. Mà dạ. Để cho bé nó, bé lớn nó để dành cho bé lớn ăn. Dạ.
Thấy bé Quy nay tóc hơi dài nha con. Đang tính định đi hớt á. Dạ, đang chuẩn bị đi hớt ha. Dạ. Mấy ngày chị còn đi bán vé số không? Dạ, nghỉ. Chị nghỉ bao lâu rồi? Dạ, nghỉ bữa nay nữa một tuần. À, mà chị bị bệnh gì mà mình nghỉ ra một tuần rồi? Tại không có ấy, tại thằng Quy nó bị nhức á. Rồi ở nhà bóp cho nó. Dạ. Ngày trước một tuần trước thì bây giờ một ngày chị bán được bao nhiêu tờ? Đã bán được 100. Bán à, vậy là cũng bán nhiều đó thôi. 100, 150 vậy à. Mà có này bán chậm lắm. Dạ, mấy ngày là vô mùa mưa nè. Dạ. Bán chậm ra... không dám lãnh nhiều. Thành ra là mua bán nó cũng hơi khó khăn ha. Dạ. Dạ. Rồi đứa bé trong bụng của chị được mấy tháng rồi? Bữa nay được 34 tuần. 34 tuần. Ủa vậy là sắp sanh nữa hả? Dạ. 34 tuần là cũng nhanh lắm rồi đó. Hình như là 38 tuần là dạ, là sanh đúng không? Dạ. Dạ, rồi đứa trong bụng là trai hay gái? Dạ, trai. Dạ, cũng là trai chứ hả? Dạ. Dạ, rồi chị siêu âm thì bác sĩ nói nó có bình thường không? Dạ, siêu âm nói bình thường, đi thử nói bé này bình thường. À, vậy nó là... Nó bị nhỏ con thôi chứ nó khỏe mạnh bình thường. À, cân ký thì nó ít thôi ha. Dạ, còn ngoài ra thì nó cũng khỏe ha. Dạ. Mà nó có ảnh hưởng gì sức khỏe của chị không? Dạ. À, thì kể từ lúc mà... mang thai bé tới giờ là không có bị ảnh hưởng gì nhiều hen. Dạ. Dạ. Ở đây sao cũng đỡ. Sao lúc trước thì cũng bị bệnh hoài mà từ sao từ hồi có phát hiện ra có em bé cái sao nó không có bị chóng mặt trên đầu gì hết trơn. Dạ. Không bị tụt máu. Sau ra là sau này là gia đình của chị là chắc là còn vất vả hơn nữa đó. Dạ. Tại vì chị thấy là trong cái quá trình mà nuôi dạy một đứa bé là nó đã vất vả. Dạ. Mà bây giờ là trong cái khả năng là cái tay của mình nó cũng hơi khó khăn. Thành ra chắc việc ẩm bồng cho nó cũng khó lắm ha. Ngày xưa chị ẩm bé Quy với bé Phúc thì như thế nào? Dạ em nằm không à. À. Bé nó rất dễ lắm. Vậy nằm là xuống cho nó. À là chị nằm xuống. Dạ. Với bé thôi. Dạ. Chứ không có ẩm nó lên ha. Dạ. Nó chỉ không... có đỡ cho nó nghiêng qua thôi ha. Dạ. Dạ. À. Chị lấy gói là nghiêng bên kia thôi, nó rất dễ. Còn cái đợt này chị sanh chị có tính về hình như ba mẹ chị còn em quên rồi. Dạ không, mất hết rồi. Cũng ở đây luôn, tính dọn xuống dưới kia dưới ở cho nó rộng chút á, chứ đâu có nhà đâu ở. À, nhưng mà ở dưới thì tiền thuê bao nhiêu? Còn 800. Còn ở đây bao nhiêu? Ở đây cũng 800. À, nhưng mà chị nói với bà chủ rồi hả? Chưa, mới dự định là cô chủ cũng có phòng ta trả chứ, tại trên đó có cái gác mà nó rộng. À, nó có cái gác. Sợ đi xuống dưới rồi cái chú có lỡ lợi cái không có hỏi được ai á. Ồ, có rồi cái gác rồi làm sao chị leo? Không có, có cái gác là như mình để đồ này kia chảnh thôi, cái phòng dưới nó 800 mà rộng hơn này. À. Còn đây 800 nó nhỏ hơn. Nếu mà bây giờ mình ở quen đây thì mình ở luôn được không? Ở luôn thì nó có em bé nó sợ nó chặt. Thì em phải... cũng chưa biết nữa. Em mới dự định đính thôi. Bởi vậy bây giờ nó cũng hơi khó khăn ha. Dạ. Cũng không biết làm sao nữa. Vậy là nếu mà lỡ có em bé với lại lỡ mà có sanh thì là chị sẽ dự định về xuống dưới phòng dưới ha. Phòng dưới là số mấy? Số 13. 13 ha. Để em biết là sau cái video này mà nếu mà có nhà hảo tâm nào gửi á thì em biết em xuống để em tìm chị. Dạ, cũng vẫn ở đây. Cũng lâu rồi em mới ghé đó. Dạ. Từ hồi gần Tết thì phải. Gần Tết. Rồi tới bây giờ là nó cũng nửa năm rồi. Dạ. Dạ. Hổng chú về ghé thăm. Chú nói tại hổng cũng hỏi thăm mới lại tìm được. Mừng hết sức mừng luôn. Ôm thằng bé này hôn hoài. Dạ. Tại vì hôm bữa thì hôm bữa anh Minh á, dạ, với chị đó thì có phát quà chung với em. Dạ. Rồi sau đó là anh Minh có hỏi nhà của chị. Dạ. Thì em cũng có hướng dẫn cho anh ấy lại ngay trạm y tế rồi đi ngược lại để hỏi người ta. Dạ. Thì nó ra ở đó thì... là cũng cho được 1 triệu nữa. 1 triệu. Dạ. Dạ. Thì nói chung thì nhà hảo tâm ghé thăm là quý lắm rồi. Dạ. Dạ. Tại vì chú đó thì ở Sài Gòn. Dạ. Chứ không phải quê ở đây. Cho 2 tấm tiền đô. Cho 2 tấm tiền đô hả? Cho con được mấy đô? Con không có biết tiền đô. Con không biết tiền đô mà được bao nhiêu đồng? Con không biết luôn. Con mấy ngàn. Dạ. Được tờ mấy đô? 1 đô hả? Dạ, 1 đô. Kêu dạ. Chú kêu để dành. 1 đô thì để dành kỷ niệm thôi. Chú. Tại vì nó cũng không có được nhiều lắm, chủ yếu là để dành kỷ niệm thôi. Dạ. Dạ rồi. Bé nó không dám ship lại luôn, để dành thẳng bằng. Dạ. Dạ rồi. Rồi, em mời chị xích ra đây tí ha. Vậy là so ra là chị cũng sắp tới ngày sanh rồi.
Thì so ra là cái khoảng thời gian mà lần trước mà những nhà hảo tâm mà hỗ trợ cho chị á, thì lúc đó thì chị cũng có gửi trong ngân hàng đúng không? Vậy là mình cũng có dự phòng được một số chi phí trong cái quá trình mà chuẩn bị xanh sắp tới. Thì ngày hôm nay chia sẻ với chị ha, cũng như là bé Quy với bé Phúc ha. Con có nhớ là chú Tú với cô Ngọc không? Quên rồi hả? Thì chú Tú với cô Mộc là một trong những nhà hảo tâm mà cũng có gửi quà cho con với mẹ con với em con trong khoảng thời gian lần trước. Nói chung thì nó cũng lâu với là nhiều nhà hảo tâm gửi, thành ra nhiều khi con không nhớ. Thì nhớ của con không có được nhớ nhiều. Đúng rồi. Lâu. Thì ngày hôm nay thì chú Tú với cô Ngọc rất là thương con, cũng thương bé Quy cũng như thương mẹ, nhưng mà thương con nhất. Tại vì chú Tú cô Ngọc là thấy con là sáng sủa, mà thêm cái nữa là con cũng bị khiếm khuyết hơn em của mình, thành ra là chú cô ấy rất là thương con. Thành ra ngày hôm nay thì chú Tú và cô Ngọc là hai nhà hảo tâm ở Mỹ, thì có một cái phần quà nho nhỏ để tặng cho gia đình. Nhưng mà anh Tú với chị Ngọc có nhắn với em á, là nếu bé Quy nó muốn ăn gì hay nó muốn mua gì thì chị hãy theo ý của nó. Đúng rồi. Dạ. Thì tại vì anh Tú với chị Ngọc thương bé Quy nhất ở trong cái gia đình của chị, thì em chỉ thay lời em nhắn nhủ vậy thôi. Dạ. Thì đây là tấm lòng của anh Tú và chị Ngọc ở Mỹ tặng cho chị ngày hôm nay. Bây giờ chị đếm giùm em đi ha. Chị cũng đếm như bình thường vậy đó, để xem được bao nhiêu nha. Dạ. Dạ. Dạ chị cứ đếm đi ha. Dạ, đếm lớn lớn lên chị. 3. Dạ. 4. Dạ. 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 Dạ là bao nhiêu ạ? Bao nhiêu tờ chị? 30. 30 mà tờ 200 là chị được bao nhiêu? Em muốn biết nha. Dạ thì đây là tổng cộng là 6 triệu mà của anh Tú và chị Ngọc ở Mỹ tặng cho ba mẹ con của chị. Nhưng mà anh Tú chị Ngọc cũng hy vọng chị ưu tiên cho bé Quy theo như nguyện vọng của anh chị đó. Bữa nay thì chị nhận được phần quà thì chị cảm giác như thế nào? Dạ em rất vui, rất mừng. Em cảm ơn anh Tú và chị Ngọc đã quan tâm ba mẹ con của em. Em sẽ cái gì em bé Quy rồi là chiều theo bé Quy hết trơn à. Dạ. Em không có để cho bé Quy thiếu. Dạ. Thì cái đồng tiền tôi cho mà cho cũng vậy, mà em đi làm có nó đòi ăn gì em cũng vẫn mua cho nó hồi nãy. Dạ. Chứ em không có để cho nó thiếu, tại vì nó bệnh vậy đó. Mình dạ. Chiều hơn cái thằng nhỏ. Dạ đúng rồi. Tại vì mình không biết nó không có sức khỏe bé nhỏ. Dạ đúng rồi. Thành ra em gắt cái. Ờ anh còn quay đâu không ạ? Dạ sắp xong rồi. Ờ xong rồi được rồi. Em về xem luôn. Rồi gọi anh đợi em chút xíu nha. Dạ bữa nay thì con nhận được phần quà của chú Tú với cô Ngọc thì con cảm giác như thế nào? Dạ con cảm ơn chú Tú và cô Ngọc cho con tiền để con mua những mấy thứ mà con thích. Dạ con cảm ơn. Bữa nay chú Tú cô Ngọc tặng cho bé Phúc phần quà thì bé Phúc cảm giác như thế nào? Thấy vui. À vậy thì con có nhắn gửi gì với cô chú không? Dạ con cảm ơn cô chú dạy giúp đỡ ba mẹ con của con. Hỏi quá, bữa nay sao nói chuyện thông minh quá nè. Dễ thương quá rồi. Cảm ơn chú. Rồi. Dạ. Thì em cũng hy vọng ha, với tấm lòng của anh Tú và chị Ngọc
cũng sẽ giúp đỡ cho ba mẹ con bớt vất vả trong cuộc sống trong khoảng thời gian sắp tới nha. Và chúc gia đình, chúc chị sẽ mẹ tròn con vuông. Hy vọng là bé thứ ba nó sẽ khỏe mạnh, để sau này nếu mà được thì nó sẽ lo lại cho mấy mẹ con của chị. Và cũng không quên là cảm ơn cô chú anh chị đã từng yêu thương gia đình của chị Như, bé Huy và bé Phúc. Và cũng như, giống như là cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi video của em. Chúc anh Tú, chị Ngọc cũng như nhà Hảo Tâm sẽ luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, công việc của mình, để sẽ có những sự hỗ trợ đến với cho những hoàn cảnh khó khăn tiếp theo tại Việt Nam. Chào tạm biệt cô chú anh chị, hẹn gặp lại cô chú anh chị vào video gần nhất. Chào tạm biệt gia đình. Dạ. Bye bye chú. Rồi, ngoan quá. Chào bé Phúc nha. Dạ.